Chiều ngày 22 tháng 12, Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả hoạt động và xin ý kiến các thành viên về phân bổ kinh phí hỗ trợ quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, các thành viên đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất xin chủ trương thường trực tỉnh ủy An Giang xuất quỹ chi hỗ trợ quà cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Dự kiến Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh An Giang sẽ phân bổ gần 2.300 phần quà với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng từ nguồn quỹ an sinh xã hội, 1.500 phần quà với tổng trị giá 750 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của tỉnh. Trước đó, Ban vận động Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang đã họp báo cáo kết quả thực hiện và xin ý kiến các thành viên về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Dự kiến tất cả các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang, khoảng 11.000 hộ, sẽ được hỗ trợ quà Tết 500.000 đồng một hộ, hình thức trao tặng hỗ trợ bằng tiền mặt với tổng kinh phí thực hiện khoảng 5,5 tỷ đồng. Sáng ngày 23 tháng 12, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op tổ chức lễ khai trương và chính thức đưa vào hoạt động siêu thị Co-op Mart Chợ Mới tại khóm Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới. Siêu thị Co-op Mart Chợ Mới có tổng vốn đầu tư trang thiết bị và hàng hóa hơn 100 tỷ đồng, tổng diện tích hơn 3.000 m2 với không gian mua sắm hiện đại, thân thiện, gần gũi theo tiêu chuẩn bạn của mọi nhà. Đây là siêu thị Co-op Mart thứ 5 trên địa bàn tỉnh An Giang và là siêu thị thứ 129 của hệ thống. Siêu thị Co-op Mart Chợ Mới cũng là công trình mở đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Sài Gòn Co-op năm 1989-2024, đánh dấu những bước đi vững chắc của Sài Gòn Co-op trên thị trường bán lẻ, góp phần khẳng định vị thế và bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam. Dịp này, Sài Gòn Co-op đã trao tặng 50 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Mới để chia sẻ với những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Siêu thị Co-op Mart Chợ Mới kinh doanh gần 30.000 mặt hàng nhu yếu phẩm như thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, quá mỹ phẩm, thời trang và đồ gia dụng cùng nhiều dịch vụ tiện ích. Đồng thời sẽ là điểm phân phối các nhóm hàng bình ổn giá giúp người dân huyện Chợ Mới và các địa phương lân cận có nơi mua sắm hàng hóa phong phú, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý. Nhân dịp khai trương, siêu thị Co-op Mart Chợ Mới đã triển khai nhiều chương trình khuyến mại lớn với hơn 5.000 mặt hàng các loại giảm giá đến 50% và tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng với tổng trị giá lên đến 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, tại siêu thị Co-op Mart, người dân địa phương sẽ có cơ hội trải nghiệm không gian Tết ba miền, được thưởng thức những mặt hàng Tết đặc trưng vùng miền trong chủ đề đến Co-op chợ Tết về với hơn 10.000 hàng Tết giảm sâu từ 50 đến 100%. Ngoài ra, trong những ngày cận Tết, siêu thị Co-op Mart sẽ có nhiều chương trình giảm giá mạnh các mặt hàng Tết và chương trình gắn kết tình thân Tết xa thêm gần, trao giỏ quà Tết miễn phí tại 43 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Thưa quý vị và các bạn, để giữ vững lan tỏa những giá trị bản địa, nhãn hiệu tập thể, làng nghề, sản vật của địa phương, sau 13 sản phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng, thành phố Long Xuyên đang tích cực hỗ trợ các chủ thể phát triển thêm 16 sản phẩm OCOP từ nay đến năm 2025. Xác định mỗi xã một sản phẩm là chương trình ý nghĩa góp phần phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi công nghiệp và dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Thành phố Long Xuyên đã tổ chức phát động và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích ý nghĩa chương trình, đồng thời phổ biến đầy đủ các hướng dẫn thực hiện về nguyên tắc và quy trình đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP. Đối với các chủ thể có sản phẩm được chứng nhận OCOP, thành phố chủ động hỗ trợ đơn vị phát triển theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong đó, tập trung vào việc xây dựng cải tiến bao bì, nhãn mác, thực hiện truy xuất nguồn gốc, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng bao bì, nhãn hiệu hàng hóa, thực hiện quản lý bán hàng trên các trang thông tin điện tử, kết nối tiêu thụ với các điểm bán lẻ, siêu thị. Ngoài ra, thành phố còn phối hợp sở ban ngành hỗ trợ tiêu thụ, quảng bá sản phẩm thông qua việc tham gia các phiên chợ, hội chợ, kết nối các sản phẩm OCOP của địa phương trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ kinh doanh trên các trang thương mại điện tử. Thông qua các phương pháp hỗ trợ tích cực, kịp thời, các sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Long Xuyên ngày càng khẳng định được vị trí trên thị trường. Tính đến cuối năm 2023, thành phố có 13 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3-4 sao thuộc nhóm ngành hàng thực phẩm và đồ thủ công mỹ nghệ. Đến tháng 9 năm 2023, có 8 sản phẩm hết hạn, 5/8 sản phẩm hết hạn đã và đang thực hiện hồ sơ đánh giá công nhận lại. Đến cuối năm 2023, thành phố Long Xuyên có 15 sản phẩm OCOP đạt từ 3-4 sao. Trong đó, 5 sản phẩm hiện có, 5 sản phẩm đánh giá lại và 5 sản phẩm mới. Nhiều sản phẩm mang tính đặc trưng cao, khẳng định được thương hiệu trong và ngoài nước như cá linh kho mía,
mắm cá linh chưng, bắp non đóng hộp đạt chứng nhận OCOP 4 sao của công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang Antesco, siro artichoke đỏ của nông trại Phan Nam, nước cốt dâu tầm tươi Hai Thuận, tranh từ lá và gân lá bồ đề của cơ sở Đồ Mai, trà xà đen, trà túi lọc xà đen của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại một thành viên Thảo An Khang. Phòng kinh tế cũng như là cái ủy ban phường là hỗ trợ em là đem cái sản phẩm của mình giới thiệu được tại địa phương là cái điều đầu tiên nhất. Và tại địa phương mình sẽ biết về cái sản phẩm của mình, thì từ đó mình sẽ lan tỏa ra được ở những cái địa phương khác. Chính vì vậy thì cái uy tín của sản phẩm mình nó có và được người tiêu dùng đón nhận. Và hiện tại bây giờ thì trong cái bối cảnh hiện tại bây giờ thì gần nhất đây thì cái sản phẩm của em cũng đã được đi trưng bày ở hội chợ cam Campuchia, tại Campuchia. Thì cũng hy vọng rằng là trong năm tới thì em có thể em xuất sang thị trường Campuchia với cái sản phẩm OCOP của mình. OCOP là một cái chương trình rất là độc đáo, mang đến cho tất cả người tiêu dùng đến với những cái sản phẩm đặc trưng vùng miền. Mỗi một phường xã là gắn liền với những cái sản phẩm đặc trưng của mình. Với Antesco, chúng tôi có 3 cái sản phẩm hiện nay đang đạt là 4 sao về các sản phẩm về mắm cá. Và như các anh chị thấy là cái phòng trưng bày của Antesco hiện nay không chỉ trưng bày các sản phẩm về của Antesco, mà chúng tôi trưng bày tất cả các cái sản phẩm của tỉnh An Giang nói riêng và ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Có một câu hỏi khá thú vị là tại sao Antesco là đang xuất khẩu và chúng ta lại tập trung là một số cái sản phẩm OCOP. Thì xin thưa quý vị là hiện nay chúng tôi đang tiến hành làm 2 cái sản phẩm với tiêu chuẩn là 4 sao để tham gia OCOP. Mà 2 cái sản phẩm này là khi mà ra thế giới thì họ đều biết tới Antesco, đó là bắp non và đậu nành rau. Thì thế giới dùng được thì chúng tôi muốn đem đến những cái sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng của Việt Nam. Để đạt mục tiêu từ nay đến năm 2025 phát triển thêm 16 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, thành phố Long Xuyên đang đẩy mạnh triển khai giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy đối với các chủ thể, nhất là các chủ thể có sản phẩm sau khi được đánh giá phân hạng còn hạn chế. Về phần mình, các chủ thể cũng không ngừng nỗ lực phát triển những sản phẩm có tiềm năng. Futionet cũng đang nghiên cứu và phát triển các sản phẩm sữa bắp và sữa gạo lứt theo đúng tiêu chí và quy định. Trong quá trình làm ra sản phẩm thì được phòng kinh tế và ủy ban nhân phường hỗ trợ về các thủ tục, hồ sơ, tem nhãn đúng quy định. Futionet mong muốn lần đánh giá OCOP sắp tới sẽ được tham gia và được đánh giá. Được đánh giá là ít có lợi thế hơn so với các huyện. Tuy nhiên, trong những năm qua, thành phố Long Xuyên đã rất tích cực hỗ trợ chủ thể phát triển sản phẩm OCOP và có thể thấy chương trình này đã mang lại hiệu quả tích cực, phát triển sản phẩm đặc trưng, truyền thống của địa phương theo đúng quy chuẩn, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.